Việc chúng ta giúp đỡ người khác khi họ không may gặp khó khăn là một nghĩa cử nhân văn cao đẹp mà ai cũng muốn nó được nhân lên ngày càng nhiều trong xã hội. Thế nhưng, khi vẫn còn xuất hiện những kẻ giả tạo khó khăn hoạn nạn để lợi dụng lòng tốt của người khác như các phương tiện truyền thông đã phản ánh trong thời gian qua, thì liệu lòng trắc ẩn trong đa số người dân có bị tiết chế do hồ nghi bị lợi dụng hay không? Và làm thế nào để tiếp tục nhân lên lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ người hoạn nạn, khó khăn nhưng lại phân biệt không mắc mưu kẻ lừa đảo chiếm đoạt lòng trắc ẩn của người tốt? Một tình huống thử nghiệm của chương trình Camera Giấu Kín ngày hôm nay xin góp một phần chất liệu để giải quyết vấn đề lớn vừa đặt ra. Anh bị móc mất ví rồi, cho anh xin mấy nghìn anh về đi xe buýt về. Nhà chờ xe buýt. Đây là nơi từng diễn ra hiện tượng kẻ lừa đảo giả là sinh viên bị mất ví để xin tiền đi xe về nhà hoặc về trường. Bây giờ, diễn viên Hoàng Triệu của chương trình cũng lâm vào hoàn cảnh như vậy. Chúng ta cùng xem lòng tốt của mọi người còn nhiều hay không, hay đã bị tiết chế do hồ nghi bị lừa nhé. Em ơi, anh đi đường anh bị móc mất ví, mình hết sạch tiền không có gì. Anh xin nhá. Cảm ơn. Đi 38 chờ 38. Cảm ơn em nhé. Anh đi ở Thái Nguyên về móc mất ví, không hết sạch cả tiền, không có tiền. Em có tiền lẻ cho anh xin mấy nghìn anh về. Cảm ơn nhé. Anh vừa đi trên xe buýt kia rồi bị móc mất ví. Anh hết rồi, cho anh xin mấy nghìn anh đi về Nội Bài. Chuyện bị mất ví tại các bến xe rất dễ xảy ra, và việc giúp đỡ họ trong những trường hợp này là việc nên làm. Nhưng nếu đây là kẻ lừa đảo, thì làm thế nào để phân biệt được người thật, người giả trong những trường hợp như thế này? Lần này, diễn viên cố tình bộc lộ sự lừa đảo bằng cách xin được người này rồi lại chạy sang xin tiếp người khác. Nhưng mà móc mất ví, mình xin mấy nghìn về bờ hồ á. Cho mình xin mấy nghìn về bờ hồ. Mình móc mất ví rồi. Mình xin tiền xe buýt. Cảm ơn. À thế à? Ồ, không ai để ý cả. Vẫn là những hành động sẵn sàng giúp. Cảm ơn lòng tốt của tất cả các bạn. Chương trình đã thử nghiệm với 15 trường hợp. 13 người đã sẵn lòng giúp đỡ dù tạo hình và dáng vẻ của diễn viên Hoàng Triệu có nhiều điểm đáng ngờ. Có 2 trường hợp không giúp được, nhưng không rõ có phải do nghi ngờ hay thực sự như các lý do nhân vật nêu ra. Anh móc mất ví rồi. Em còn mấy nghìn đi đường không? Anh về máy động rồi anh về. Em không có tiền cơ. Em không có tiền, em không có tiền, em chỉ có tiền lên đường về thôi. Dạ. Còn đây là những phản ánh về một chiêu thức lừa đảo xin tiền tương tự tại cây xăng.
Tôi thấy người nào cũng cho anh ta tiền, nhưng cho xong rồi, anh ta lại rắt lùi lại mà không đổ xăng. Cứ thế, anh ta dùng chiêu trò giả vờ hết tình đổ xăng để xin hết nhóm khách này đến nhóm khách khác. Chỉ trong một giờ cao điểm, với cái trò này, tôi nghĩ anh ta phải hốt được đống tiền. Diễn viên Hoàng Triệu của chương trình cũng sẽ thử tình huống tương tự như vậy. Chúng ta cùng xem diễn biến. Anh ơi, em rơi mất ví, sạch xăng cho em xin lấy nghìn đổ thêm 10.000 xăng. Rưới sạch xăng. Vâng, cho em biết xăng. Em xin mấy nghìn đổ xăng được không? Em vừa rơi mất ví, hết xe hết xăng. Anh có mấy nghìn cho em xin mấy nghìn đổ mới xăng. Anh ơi, em rơi mất ví cho em xin mấy chục em đổ xăng xăng. Em còn có mấy 41.000 em đổ xăng thôi. Đấy. Rất muốn giúp anh nhưng mà thông cảm. Mất ví cho anh xin mình đổ xăng vừa xong hết. Diễn viên xin được người này rồi lại chạy sang xin tiếp người khác. Anh ơi, anh có tiền lẻ cho em xin mình của xe hôm nay. Thôi đùa em xin. Mời anh vào. Với cháu xin 10.000, cháu đổ xăng cháu quên mất ví. Chị gái ơi, em xám quên mất ví về đây hết xăng cho em xin 10.000 em đổ xăng đi tạm. Anh ở đâu mà anh? Vâng. Anh từ đâu đến đây? Dạ. Nhà anh ở đâu mà anh lại? Nhà em ở Thanh Trì. Đa số mọi người đều sẵn sàng giúp.
và vì dòng người cứ vào mua xăng rồi lại vội vã đi nên không ai để ý hành vi đáng ngờ của diễn viên cả. Vâng, đây là một tình huống của chương trình Camera Giấu Kín. Rất vui vì những tấm lòng chia sẻ chân thành của quý vị và các bạn. Có một số trường hợp chúng tôi không kịp trả lại tiền, chúng tôi xin chuyển số tiền của các bạn vào quỹ từ thiện cho người nghèo vùng cao. Lòng tốt khi đã là bản chất thì nó sẽ là phản xạ tự nhiên trước mọi tình huống. Vì vậy nếu nói rằng phải tỉnh táo và cảnh giác trước khi giúp đỡ ai đó thì cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Điều quan trọng là cần một giải pháp triệt để nhằm loại bỏ các hành vi lừa đảo, lợi dụng lòng tốt để xin tiền một cách vô liêm sỉ như báo chí đã phản ánh. Thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.